Xin chào tất cả các bạn nha. Như vậy là hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2 đã được cài đặt trên những dòng thiết bị mà đã được bán ra gần đây, ví dụ như là dòng Redmi K80 series. Trong video này chúng ta sẽ cùng cài đặt các phiên bản Game Turbo trên những dòng thiết bị HyperOS 2 lên trên những dòng thiết bị Xiaomi của chúng ta để xem nó sẽ hoạt động như thế nào nhé. Game Turbo trên những dòng thiết bị Xiaomi nói chung trước giờ nó sẽ có hai phiên bản, một phiên bản dành cho game quốc tế và một phiên bản dành cho game nội địa. Thì ở trên các bạn có thể thấy đây là cái giao diện của cái Game Turbo phiên bản quốc tế, nó sẽ trông như thế này. Còn ở dưới này là cái phiên bản Game Turbo của phiên bản nội địa. Thì đây là cái giao diện của Game Turbo mới nhất trên những dòng thiết bị HyperOS 2 và chúng ta có thể cài đặt lên trên những dòng thiết bị Xiaomi khác. Thì cái chỗ này chúng ta có thể tùy chọn chế độ cân bằng và chế độ hiệu suất nè. Ở đây nó sẽ hiển thị cái FPS nè. Đó, Real Time FPS, có nghĩa là cái này là FPS thời gian thực luôn nha các bạn. Ở bên dưới là những cái chức năng như là thay đổi giọng nói nè, hay là chúng ta có thể gắn cho nó những cái combo để chúng ta chơi những cái tựa game cho nó nhanh chóng. Thì cái Game Turbo này mình cài trên cái chiếc xích từ cái phiên bản Redmi K80 series. Thì các bạn có thể thấy là những cái thao tác của nó cũng rất là mượt mà, và chúng ta có thể là tùy chỉnh được rất là nhiều những cái thông số nè, performance nè, hay là chúng ta có thể là điều chỉnh được cái tốc độ mạng nó tăng tốc như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng cài đặt cái phiên bản Game Turbo trên những dòng thiết bị HyperOS 2 lên trên cái thiết bị của chúng ta nhé. Thì mình sẽ tiến hành cài đặt cái phiên bản Game Turbo mới này trên hai dòng thiết bị của mình, một là cái Android 14, hai là Android 13. Thì hai thiết bị này đều chạy HyperOS nha các bạn, nhưng mà nó sẽ phân biệt giữa Android 14 và Android 13. Để xem chúng ta cài đặt cùng một cái phiên bản Game Turbo mới này thì nó sẽ hoạt động như thế nào, thì các bạn sẽ tiến hành tải cho mình hai cái file APK mình để trong phần mô tả của video này. Các bạn sẽ cập nhật nó lên trên cái thiết bị của các bạn nhé. Thì cái phiên bản mà security hay còn gọi là bảo mật này nè, thì hiện tại nó có cái phiên bản là 10.2.9 nha. Và đây là phiên bản được chích xuất trên cái dòng thiết bị K80 series. Thì trên thiết bị của mình đã cài rồi. Thì bên cái thiết bị K40 Gaming này nè, các bạn thấy là nó vẫn có tiếng Việt nha. Tại vì cái này là mình sử dụng cái ROM là HyperTN, nó vẫn có tiếng Việt nè. Nhưng mà trên cái chiếc Redmi Note 13 Pro thì nó không có tiếng Việt bên trong nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng mở cái Game Turbo lên nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thêm trò chơi vào đây. Những cái cài đặt này thì mình thấy nó cũng tương đồng với nhau thôi các bạn. Đây thì chúng ta sẽ có chỉnh cái GPU hay là chỉnh cái chế độ nâng cao nè. GPU thì chúng ta sẽ có 4 cái cấp độ chỉnh GPU: tiết kiệm pin, cân bằng hay là chế độ hiệu suất cao, cũng như là tùy chỉnh nè. Thì những cái này thì nó khá là giống nhau thôi trên hai cái thiết bị này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành là mở trò chơi nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ vuốt cái thanh công cụ Game Turbo ra nhé. Đây, thì đây là cái phiên bản Game Turbo mới nè. Trên cái ROM HyperTN chúng ta cài cái phiên bản của Trung Quốc nhưng mà nó vẫn có tiếng Việt luôn nha. Cái phiên bản mà bảo mật mới này thì khi mà chúng ta cài vào những cái dòng thiết bị mà không phải ROM HyperTN thì nó là tiếng Anh, giống như trên chiếc Redmi Note 13 Pro nè. Nhưng mà trên cái chiếc K40 Gaming của mình cài ROM HyperTN thì nó việt hóa cho mình những cái này luôn. Thì những cái chức năng của cái chiếc K40 Gaming nó vẫn có đủ nha. Ví dụ như nút ở cạnh nè, là cái phím trigger đó. Đây, mình vẫn có thể điều chỉnh được những cái phím trigger nè. Còn trên cái chiếc Redmi Note 13 Pro thì nó không có cái chức năng gọi là nút cạnh, mà nó chỉ có là combo. Đây, nó có thể là tạo những cái combo. Thì cái giao diện của Game Turbo mới này mình thấy nó cũng khá là trực quan, cho chúng ta có thể sử dụng cân bằng nè, hiệu suất nè. Ở đây thì nó sẽ hiển thị cái FPS thực tế. Còn nó có thêm một cái tab gọi là tab game, thì ở đây là những cái ngôn ngữ gì đó của Trung Quốc, để mình bấm thử trên cái chiếc Redmi K40 Gaming xem nó như thế nào. Rồi nó cũng vậy luôn các bạn. Thì những cái này mình nghĩ là dành cho người dùng nội địa thôi, còn chúng ta có thể sử dụng cái chỗ mà Gaming Tool này nè. Thì những cái chức năng của nó mình thấy cũng rất là mượt mà thôi, mình cài trên cái thiết bị Android 13 cũng như là Android 14 thì nó vẫn có thể là hỗ trợ hết những cái chức năng của máy. Ví dụ như K40 Gaming thì chúng ta vẫn có là cái nút ở cạnh. Trên Redmi Note 13 Pro thì vẫn có là thay đổi giọng nói nè, chụp ảnh màn hình, quay phim màn hình cũng như là combo. Theo cảm quan ban đầu thì mình thấy những cái thao tác mà vuốt ga nè, thì cái Game Turbo này nó làm rất là mượt mà. Thì mình cũng chưa có test nhiều những cái game trên cái phiên bản Game Turbo này, nhưng mà mình thấy thì những cái thao tác của nó rất là mượt mà, cũng như là những cái chức năng của nó thì vẫn hoạt động rất là tốt, hầu như không có cái tình trạng lỗi gì trong cái quá trình mà mình trải nghiệm những cái tựa game với cái phiên bản Game Turbo mới này.
thì các bạn có thể là cài đặt cái phiên bản mới này để có thể trải nghiệm trên chính thiết bị của các bạn nhé. Thì cảm nhận của các bạn như thế nào thì rất mong các bạn có thể là bình luận trong cái phần comment cho mình biết với nhé. Cách cập nhật thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần cập nhật cái phiên bản security mới này lên thôi. Và nếu mà sau này các bạn muốn gỡ cái phiên bản này ra thì chúng ta chỉ cần gỡ cái cài đặt cập nhật của cái ứng dụng bảo mật ra là xong. Như vậy là mình đã cài đặt cái phiên bản Game Turbo mới trên những dòng thiết bị HyperOS 2 trên hai dòng thiết bị của mình. Một bên là Android 13, một bên là Android 14 đều chạy HyperOS nè. Thì trên cái thiết bị này thì mình có tiếng Việt là do mình cài cái ROM HyperTN. Bên đây thì mình chạy ROM gốc và mình sử dụng Việt hóa. Nên là khi cài cái phiên bản bảo mật mới đó thì bên này nó sẽ không có tiếng Việt. Nhưng mà bên cái HyperTN thì nó vẫn có. Video này của mình đến đây xin tạm dừng. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.